Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Chúa thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2022. Vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với tất cả anh chị em trên thế giới thông điệp của Đức Chúa Giêsu ban cho hội thánh. Thông điệp rất nghiêm túc và quan trọng. Số 46 từ Đức Chúa Giêsu, vua của lòng thương xót và công lý, đến Đỗ Văn Nguyên, Houston, Texas, vào ngày 01 tháng 7 năm 2013. Con yêu của mẹ, tôi nhắc đi nhắc lại rằng thế giới này sẽ không bao giờ giống như trước đây, bởi vì công việc của ma quỷ đang ngày càng mạnh mẽ hơn để đưa thế giới đến chỗ sụp đổ bởi chính tội lỗi của nó. Vì lý do này, ta yêu cầu tất cả các con cầu nguyện lời nguyện ngắn mà ta đã dạy cho một trong các vị thánh của ta như sau. Chúa Giêsu, mẹ Maria, thánh Giuse, thánh Anna và thánh Gioakim, con yêu Ngài. Xin cứu các linh hồn. Bạn nên thêm tên của ông bà tôi, thánh Anna và thánh Gioakim, những người thậm chí còn mạnh mẽ hơn vì họ thuộc về thánh gia. Con ơi, cha đã phải chịu quá nhiều đau khổ vì tội lỗi của Adam và Eva. Ngay cả bây giờ ta vẫn đau khổ vì loài người vẫn đóng đinh ta trên thập tự giá bằng tất cả những hành động xấu xa thông qua sự vô luân, hôn nhân đồng giới, phá thai, lòng dạ đen tối, tâm hồn nguội lạnh và nhiều tội lỗi khác mà loài người đã xúc phạm đến ý muốn của ta suốt ngày đêm. Thế hệ này tà ác, và nó đang trở thành thế hệ tồi tệ nhất. Lẽ dĩ nhiên, con người phải tôn thờ, tôn vinh và tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, vì Thiên Chúa là nguồn gốc mọi điều tốt lành cũng như là đấng ban phát mọi sự chừng nào thế giới còn tồn tại. Nhưng con người sống trong đó không nhiều. Thế giới và yêu mến Thiên Chúa là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của họ. Nói cách khác, hầu hết họ đều thích sự thỏa mãn mà có được nhiều, mà có được như danh vọng, sự nghiệp, tiền bạc,
vân vân. Mà họ quên rằng những thứ đó rồi sẽ qua đi, nhưng linh hồn thì trường tồn mãi mãi. Vì lý do này, nhiều linh hồn đã ra đi rất hối hận về những gì họ đã làm khi còn sống trên đời. Những linh hồn kém may mắn vì nhiều hoàn cảnh. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với những linh hồn còn sống, những người vẫn còn thời gian để học cách giúp linh hồn của họ thoát khỏi sự trừng phạt nơi họ đến. Tôi yêu tất cả các bạn. Tôi chúc lành cho tất cả các bạn nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa Giêsu là vua của lòng thương xót và công lý. Lời cầu nguyện ngắn được cầu xin bởi Đức Chúa Giêsu, vua của lòng thương xót và công lý. Lạy Đức Chúa Giêsu, lạy Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Anna và Gioacchim, chúng con kính yêu Chúa, kính yêu Đức Mẹ, kính yêu các thánh, xin thương cứu hết thảy các linh hồn. Cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Đỗ Văn Nguyên, PO Box 262482, Houston, Texas 770207, http://2.2/ Margaret Dubin 2012 blogpost.com ngày 01/07/2013. Hết. Xin mọi anh chị em lưu ý là hãy đọc thêm những thông điệp quan trọng khác ở địa chỉ trang web này. Là Margaret Dubin 2012 blogpost.com. Trân trọng kính chào toàn thể anh chị em trên thế giới. Thiên Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa.